Bạn đang có nhu cầu mở thêm thẻ phục vụ chi tiêu mua sắm online hay bạn đang lo lắng nếu mở thẻ thông thường sẽ không kịp tham gia một chương trình khuyến mại nào đó? Đừng lo lắng, không cần ra phòng giao dịch, không cần điền thủ tục giấy tờ, không mất thời gian chờ đợi lâu. Bạn chỉ cần thao tác để mở thẻ trực tiếp trên ứng dụng Vietinbank ngay về mobile của bạn. Nhận thẻ ngay, chi tiêu sớm, ưu đãi nhiều, hãy làm theo những bước sau để mở thẻ nhé. Bước 1. Truy cập ứng dụng Vietinbank ngay về mobile. Tại màn hình chính, chọn chức năng mở thẻ. Bước 2. Tại màn hình mở thẻ, chọn mở thẻ ghi nợ. Trong trường hợp khách hàng muốn mở thẻ ghi nợ, chọn mở thẻ tín dụng trong trường hợp khách hàng muốn mở thẻ tín dụng. Bước 3. Tại màn hình danh sách thẻ, chọn loại thẻ phi vật lý muốn mở, chọn mở thẻ này. Bước 4. Nhập các thông tin yêu cầu trên màn hình iPay, chọn tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Kiểm tra các thông tin trên màn hình và nhập shop OTP để xác nhận. Bước 6. Kiểm tra thẻ mở mới và kích hoạt thẻ để chi tiêu ngay tại chức năng dịch vụ thẻ.